lần đầu tiên tôi đến tham dự buổi triển lãm ngày hôm nay. Thì tôi biết đến ngày cái buổi triển lãm này là qua sự giới thiệu của bạn bè. Hôm nay mình dẫn các bạn sinh viên đi dự cái chương trình triển lãm ngày hôm nay thì mình thấy rất là hữu ích đối với các bạn. Và mình cũng thấy rất là hữu ích đối với cá nhân mình là một phụ nữ. Cosmo Beauty Vienna. See you. Cosmo Beauty Vienna.